Chết chết chết. Chết rồi, oh my god. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi một cái game tên là Renny các bạn. Best Renny á. Thì cái game này nó nói về cái một cái bà ngoại và hai cái người lớn sống gần nhà của chúng ta đó. Họ rất là hung dữ các bạn. Ok, ở đây chúng ta có tất cả là bốn cái acts nè, giống như là bốn chapter các bạn. Ở cái chapter đầu này thì chúng ta sẽ khám phá xem như thế nào. Rồi ở cái chapter 1 này chúng ta sẽ tìm cái nhà. Tìm cái nhà của bả rồi chúng ta sẽ lấy một số thứ đó các bạn. Ở đây đặc biệt cái nó có tiếng Anh á, thành ra nó cũng hơi bạn nào không biết tiếng Anh thì cũng hơi khó ha, nhưng mà không sao. Nếu các bạn không biết thì có thể xem cái video này của mình để chúng ta cùng chơi các bạn. Ở đây chúng ta đang tỉnh dậy ở một cái thị trấn và chúng ta không có tivi các bạn, không có cái gì để giải trí hết á. Chúng ta lại sẽ làm gì trên cái giường của mình đây? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh đó các bạn. Ở đây nó có hướng dẫn chúng ta nè. Nó kêu chúng ta sẽ di chuyển cái joystick nè. Đó. Wow. Ok, cái nút chạy nhanh nè. Rồi, cái nút nhảy nè các bạn. Rồi, cái nút ngồi xuống nè các bạn. Cái kia đó là cái list của chúng ta đó. Bấm vô đó, còn cái này là những cái vật dụng mình có thể lấy mình chứa nè, nó giống như là cái túi đó các bạn. Ở đây ok, đây là mấy cái túi này giống như trong Carry Teacher các bạn. Ok, còn đây là những cái nhiệm vụ của chúng ta làm nè các bạn. Oh my god, quá trời nhiệm vụ luôn. Ok, có tất cả 17 nhiệm vụ các bạn. Và ở cái phần 1 này thì chúng ta sẽ đi tới nhà của bà Renny nào là một nè. Sau đó chúng ta lấy shirt, tức là cái áo này, cái đôi dài, cái tất vân vân. Ok, got it, lấy được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra cửa đây. Đứng nhà các bạn. Wow, đây là những cái ngôi nhà rất là lớn cho những người già nè các bạn. Ở đây thì họ có tất cả mọi thứ như là giấc mơ. Bây giờ chúng ta sẽ đi và chúng ta lấy một số thứ thôi. Ở trong cái start 1 của mình như vậy đó các bạn. Để giờ mình sẽ đi cái nhiệm vụ của mình đầu tiên mình sẽ qua cái nhà của bà cô nè các bạn. Chắc chắn là hai người này, ông bà già này sẽ giết. Đợi cho nó đi các bạn. Đây mình sẽ ném đi thử coi. Mình ném mình vụ rồi mình chạy vô nhà bá. Đúng rồi nè. Đó. Các bạn thấy ở phía trên nó hiện cái object update nè các bạn. Như vậy là mình đã xong một nhiệm vụ rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vào trong nhà bá mình coi có cái gì cần lấy được không. Hồi nãy nó kêu chúng ta làm một số nhiệm vụ các bạn. Ô cái máy tính nè. Thôi một cái. Cẩn thận nha, bả lại là bả bắt mình đó. Lên lầu. Thôi đây cái áo nè các bạn. Take it. Thôi cái đôi giày nữa nè. Take it. Thôi, cẩn thận nha, coi chừng bả lên rồi bả hốt mình đó. Chén nè. Nói chung là mình cứ lấy hết đi. Thôi mình đậy rồi, bây giờ giờ miếng thịt này là sao? Ở mình giờ mình cầm. Thôi bỏ đi các bạn ơi, không đủ rồi. Giờ mình sẽ coi trên đây mình cần cái gì nữa nè. Ok, cái bóng chày, đĩa CD nè, bàn phím nè, CPU nè. Nói chung là chúng ta để chân coi có cái gì không? Mình hết túi rồi. Hết túi đựng rồi. Đây nè các bạn, để CD nè. Lấy cái này về đi, này mình cầm được. Mình chạy về nhà mình các bạn.
Ở đây chúng ta lấy được khoảng 4 món à. Ok, bây giờ mình sẽ ném vô nhà mình đó, nó được món nữa kìa. Bây giờ mình sẽ mở để mình lấy mấy cái món mình bỏ ra nè. Cái máy tính nè, cái áo nè, cái giày nè. Ok, đây nó báo chúng ta cập nhật nè các bạn. Đây chúng ta lấy được 6 thứ nè. Áo, giày, đôi găng, để CD, nãy mình thấy để CD mình chưa lấy nè. Bàn phím nè, CPU nè, máy tính nè, tủ lạnh nữa. Máy chơi game nãy mình lấy rồi. Cái loa nè, cái ghế nè, cặp nè. Ok, laptop rồi, có rồi, LCD chưa có. Ok, bây giờ mình quay lại. Ok, đó, như bả kìa, mình hồi nãy là đúng là nãy mình chọi. Hồi này mình chọi cái cây để cho bả chạy đi các bạn. Hay là ông dí mình ạ. À. Đâu ta? Này mà coi chừng ạ. À. Ồ, ông đi gần đây mình vô không được đâu. Vô ông dí mình á. Như bà cô ở trong đó rồi, khoan từ từ. Ừ, để chờ ông đi. Ôi, bà dí mình. Chạy. Ờ, bà cô dí mình chạy gì nha. Đó, chạy lên rồi. Ủa, nhưng mà mấy người này là người già mà ở nghỉ dưỡng mà tại sao lại dí mình ta? Nghĩ cũng lạ ha, mà không phải do cấp đồ của người ta chứ lộn. Cái này chỉ là game thôi nha các bạn, cho nên đừng có bắt chước nha các bạn. Qua wow, làm sao để dụ nó đi ta? À đây còn cúc cây nè. Để mình sẽ ném. Bây giờ mình sẽ ném để cho bà cô bà chạy bà lấy nè. Đó. Thôi chết, bà thấy được rồi. Oh my god, sao bà thấy được rồi? Oh my god, mình phải chạy về nhà cho thôi bà bắt mình. Ôi ơi, ổn quá, giờ mình ném mà mình không kịp luôn. Thôi ngồi đây uống nước đỡ đi. Wow, cái này cái bộ hơi khó hơn cái cô Carrie Teacher các bạn ơi. Cái bà này phải chạy ghê lắm. Ủa, phải chạy nhanh lắm. Carrie Teacher, ví dụ mình núp một cái là bà không thấy, nhưng mà cái bà này bà thấy. Cái này bà ngoại, không biết bà ngoại hay bà nội nữa. Nhưng mà ghê vậy ta. Ô, cái này bự quá, mình ném không xa được các bạn ơi. Thằng ô, ông ngoại ông đi đâu vô đây nữa. Giờ làm sao để mình vô đây mình lấy một số dụng cụ ta? Rồi, hay là mình đi phía sau thì mình đâu có vô được. Từ từ nha. Ok, bà đi rồi kìa. Bây giờ mình làm sao để cho ông ngoại ông đi là mình vô mới được. Đấy, có khúc cây đây. Kìa, ông đi rồi. Ok, nếu vậy mình không cần khúc cây này đâu. Ôi trời ơi, lộn, tự nhiên nén cái ông nghe. Oh my god. Trời, công nhận thính thiệt chứ. Oh my god, cái này khó thiệt luôn á. Cái này khó hơn là Carrie Teacher luôn. Oh my god, tới giờ mình đợi cho ông đi qua nhà bên đây, cái bắt đầu mình mới vô được các bạn ơi. Oh, khó thiệt. Khó cực kỳ luôn. Ôi bà cô bà đi về rồi, oh my god, hồi nãy mình chạy vô là mình lấy được rồi. Xui dữ rồi, bà về rồi kìa. Giờ mình tiếp tục mình ném nữa. Đó, để cho ông ngoại em qua ở bên kia đi. Ủa, cái cây nãy mình ném ở đâu rồi? Ô bà dí mình. Oh my god. Ôi nãy giờ mình chưa lấy được nữa rồi. Ok, đợi chút coi, nãy giờ bị dí quá trời luôn. Bây giờ chiến thuật của chúng ta là gì đây? Ừ, để cho bà cô bà đi khác chỗ nhà đây các bạn. Giờ nấp đi, nấp xa ra. Đúng là cái này phải nhảy thiệt đó chứ, nhảy hơn cái ví dụ mà John Cuti nữa các bạn. Wow. Để cho bà đi đi, bà đi đi, mình không thể đứng gần được. Ô, bà về. Không được, để mình ra bên đây coi. Khó quá. Này mình đâu có nhảy vô được ta.
À đây nè, mình nhảy lên mình vô được. Vấn đề là để cho bà đi chỗ khác mới được, mình mới vô được. Đúng rồi. Ok, để cho bà đi chỗ khác chút đi, mình siêu nhà. Trời ơi, khó vậy. Ủa, bây giờ tới ông ngoại nữa. Ủa, cái này dữ hơn cô Ti à. Cô Ti có một mình mà cái này tới hai người lắm. Kìa, các bạn thấy không, vô là ông dí mình liền. Không chạy được đâu. Bây giờ từ từ. Thấy giờ ta, hay là này nó biết mình đang đây ta. Ồ, đi rồi. Ok. Đi ông ngoại ơi. Bây giờ mình nhảy vô nè. Rồi. Ở đây nè, nãy cái tivi nè các bạn. À, mình vô đây để mình lấy cái CD cái đã. Lấy cái CD. Đúng rồi. À chạy. Mang cái tivi. Ôi hên quá. Mang gọn ở bỏ xuống. Để đến sao? Làm sao để giờ tivi vô nhà đây? Ừ. Rồi, bỏ xuống. Ôi. Quá thiệt chứ. Đó. Như còn để coi còn món nào nữa không ta? Này khi mình về nhà thì nó an toàn á, nhưng mà đúng là hơi khó thiệt luôn á. Ồ, còn mấy món này nè. Mấy ngày bên đó nãy mình không thấy nè. Còn cái nhà của ngoại nữa. CPU nè, máy tính nè, tủ lạnh nè, đồ chơi game chơi rồi. Ghế ngồi nè, rep key nè, ok. Để đủ rồi đó. Chắc là bên kia rồi, bây giờ mình sẽ qua nhà của ngoại đi. Ủa, ổng đâu rồi ta? Ủa, bà ngoại đâu rồi? Thì bà ngoại kìa. Cái chân ổng ở trong nhà là ổng hốt mình á. Đây nè các bạn, cái cặp nè. Như mình thấy ông ở ngoài hay sao á. Kìa ông ngoại kìa, hên quá. Rồi đây nè bàn phím nè các bạn, bàn phím nè. Rồi. Chạy. Chạy về. Oh my god. Quá, mình còn món nữa mình chưa lại được. Để chút bạch lấy tiếp. Rồi bây giờ mình coi còn gì nữa đây. Ở còn cái lo nữa nè. Tủ lạnh nữa nè, tao đi nhiều vậy. Cái lo nè. Ok, bây giờ cái ghế nè. Nãy cái ghế màu xanh xanh đó. Ôm vậy mình chỉ còn cái ghế, cái tủ lạnh và cái lo nữa là được rồi. CPU nữa là được rồi, ok. Bây giờ cô Ti á, bởi vì này tới hai người lận. Khó thiệt luôn á, nhưng mà giết cũng chạy nhanh quá. Theo ta bây giờ mình có cái cục gì để mình ném để mình dụ ổng ra ta chứ. Nếu ổng vô nhà sao mình chạy được. Bây giờ mình đi kiếm mấy cái thanh gỗ thôi. Gỗ mình mới ném mới được mấy bạn ơi. Ô, cái này khó thiệt luôn á. Cảm nhận mấy cái game này nó làm hay quá. Về ổng ra rồi kìa, hên quá. Bây giờ mình sẽ nhảy qua nhà ổng nè. Đó, mình đứng ở nhà mình. Nhớ mình đang ở ngoài nhà mình là mình có thể ổng sẽ bắt mình đó nha các bạn. Có con chó nữa. Ủa, con chó kìa. Kệ cho nó chạy qua đi. Con chó nó chạy qua nó sửa. Ừ, vô. Cái thùng nè các bạn. Ôi, cái thùng này lấy không được. Cái này lấy từng món.
Ôi con chó. Con chó. Ôi mấy cái món này bự quá. Mấy cái món này bự quá, phải phải từ từ. Ôi con chó nó thấy mình kìa. Ôi con chó này nó khôn dữ vậy. Con chó này phải kiếm gì cho nó ăn chứ đúng không? Ôi chết, ổng về rồi. Thôi ổng vô rồi, ổng vô nhà rồi. Mình hiện giờ mình còn hai món nữa các bạn, mà món nào cũng phải lấy từng món hết trơn á. Ok, cũng hơi khó á. Để mình chờ coi ổng đi đâu rồi. Thì con kia nó đâu anh kia kìa. Cái ghế nó cao quá. Nguy hiểm quá. Từ từ. Ê, không chạy cái đâu bạn thấy không? Cái này phải nghe cái tiếng đàn. Không thấy được là ổng dí mình á. Ôi còn có hai món nữa. Đây nè các bạn thấy không? Đây nè. Ủa còn nhiều món lắm. Bao tay rồi cái bóng chạy vậy là phải lên trên lầu nữa các bạn ơi, khá nhiều nha. Tủ lạnh nè. Bisker nè. Quá wow, còn hơi khá bị nhiều, khá nhiều á. Còn có mấy món nữa là có thiệt luôn á. Trời ơi cái ông này, ông không chịu khi ra khỏi nhà, căng dữ à, bắt mình á. Thằng kia này nó cũng gồm lắm. Ông vô đây cũng căng à. Ông lên lầu rồi. Để ông thích, ông cho để ông lên lầu đi. Trời ơi. Ai có thiệt chứ. Rồi, được món nữa rồi đó. Rồi. Ông thấy mình ghê không, ghê không, nhanh thiệt chứ. Bây giờ làm sao để cho vụ ổng định dí mình lên lầu mới được. Giờ ổ còn cái thùng CPU nữa. Sao ổng hay vậy ta, sao mà ổng có thể, ổng cứ đi đây mà không đi chỗ khác ta. Lên lầu nữa kìa, mình còn cái còn một cái món nữa là món CPU á. Ôi còn cái tủ lạnh. Yeah. Lấy được cái tủ lạnh rồi. Mừng quá, mừng quá. Ai để cho ông đi mới được. Ông đâu mà kệ em xuống kìa. Ừ kệ, để cho ông ấy đi, mình đi, mình để cho ông đi ra ngoài cái đi. Chịu khó đứng đây đợi chút đi. Khó thiệt luôn á, đúng là cái này cực kỳ khó luôn. Trời ơi. Ơi ông ơi, tại sao khó dữ vậy? Rồi ổng ra ngoài rồi, tập trung lên lầu. Đây cái bóng đây. Đây cái găng tay nè. Đó còn gì nữa không? Thank you.
Wow. Rồi cái quả bắn chày. Rồi đủ rồi. Đây ơi. Ôi chạy lại em giết à. Ôi ông ngoại ơi đừng giết ngoại. Hên quá. Rồi. Trời ơi đúng là ông ngoại này khó thiệt luôn á. Rồi. Để coi mình còn món gì nữa. Rồi còn một món nữa là cái lo. Ủa cái lo hồi nãy nó nằm ở đâu ta? Còn đúng một cái lo nè này này nè. Cái lo thì nó nằm ở ngoài cái bằng ngay chỗ cái ấy đó là xong rồi. Cái lo này chắc bên nhà cô quá. Bây giờ mình sẽ qua đây nè. Nó chạy ra kìa. Vô nhà cô. Ủa đâu ta? Ở đây nè, nhưng mà không được, không lấy được. À, miếng thịt này để cho con miếng thịt này là để cho cái con chó. Ủa còn cái lo đâu ta? Đừng nói trong phòng này nha, nãy mà ô đây nè, trời ơi. Chết bà coi bả lên. Rồi giờ bả vô. Trời ơi. Giờ xong rồi. Trời ơi nguy hiểm thiệt. Khó quá. Ồ nãy mình đúng ra mình cho cái con chó nó ăn cái miếng thịt là ok đó. Rồi xong rồi các bạn. Ok như vậy thì hôm nay mình cũng đã hoàn thành được chapter 1 của Best Friend Rainy chapter 2 của một bạn hướng dẫn các bạn. Bạn nào muốn chơi game này thì các bạn có thể tham khảo video này các bạn. Nói chung là cái game này cũng khá là khó đó các bạn. Ok bây giờ mình đã có một cái nơi rất là hoàn chỉnh rồi, có nhiều thứ để mà giải trí các bạn. Ok còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.